mình thì cứ đúng giờ 7 giờ tối là mình bật tivi lên xem thời sự thôi. À, mình thì thi thoảng mình xem thôi còn. Đa số là xem về showbiz. Thường là mình thích xem tin về kinh tế, về học kinh tế mà. Ở bên cạnh đó là chúng tin chính trị nó nhỏ. Nếu là mình quan tâm đến xem là có tội phạm hay là có vấn đề về kinh tế là chính, không để nghĩ mấy cái về chính trị lắm. Trên VTV cái chuyển động 24 giờ hoặc cuộc sống thường ngày. Thứ hai là mình lướt Facebook thì mình cũng cập nhật được tin tức đấy. Trên 14 giờ 9 lên YouTube. VTV3, Facebook, BBC. Có nhiều kiến thức hơn về kinh tế, có nhiều kiến thức hơn về các quốc gia khác, kinh tế họ phát triển thế nào. Tin tức cập nhật tin tức rất là quan trọng với sinh viên, bởi vì là nếu như bạn không cập nhật tin tức hàng ngày hàng giờ thì bạn sẽ trở nên chậm lại so với mọi người. Đơn giản là như thế. Nó sẽ tăng cái gọi là cái vốn hiểu biết, cái background knowledge của bản thân mình. Cái đấy là cái rất là tốt đối với bất kỳ ai, đặc biệt là đối với sinh viên kinh tế. Chị nghĩ là không chỉ là riêng sinh viên đâu mà việc cập nhật tin tức hàng ngày nó là rất là hữu ích. Nó khá là hay khi mà mình biết được hàng ngày sự xung quanh mình diễn ra như thế nào. Chắc chắn. Điều đó là tất nhiên rồi. Có, nếu mà mình biết được cái nguồn là hay. Rồi bạn mình sẽ có hóa cập nhật nhiều tin tức hơn. Nhiều kênh hơn. Tùy vào khoảng phí thời gian của mình nữa, với cả tùy vào hoàn cảnh. Giả sử nhà mình có TV mình xem được. Chị nghĩ nếu mà có thực sự có cơ hội thì cái đó điều đó rất là bổ ích. Chị nghĩ là cái việc cập nhật tin tức bây giờ của chị thì khá là ổn, vì nếu như mà thêm thì sẽ tốn thêm thời gian. Và cái việc cập nhật tin tức thì nó còn mất thời gian của mình ở cái là mình chọn lọc cái khi nào mình cần rồi, khi nào mình không cần. Thưa cô, cô đánh giá như thế nào về việc tiếp cận thông tin tức giữa sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam ạ? Về cách tiếp cận thông tin thì có lẽ đối với sinh viên quốc tế người ta có cái background từ đầu, tức từ từng ngày bé đã rất là nhiều rồi. Cho nên là khi mà vào đại học thì bản thân người ta có nền rồi. Và do đó là hiểu thông tin hơn là sinh viên Việt Nam khi mà nghe tin tức. Đấy là một cái lợi thế của sinh viên quốc tế. Và chính vì vậy mà sinh viên Việt Nam thì khi mà vào trường đại học và khi mình đã có cái định hướng nghề nghiệp rồi, biết là mình chọn ngành gì và cái lĩnh vực nào rồi, thì nên tiếp cận thông tin ngay từ lúc đó, thay vì mà chỉ có mỗi nghe ngóng các nội dung ở trên lớp. Theo cô thì việc thường xuyên theo dõi tin tức sẽ giúp ích như thế nào cho việc học tập và cơ hội tìm kiếm việc làm sau này của sinh viên ạ? Cái này thì cô nghĩ chắc là bản thân các em sinh viên cũng nhận thức được cái điều đó. Chỉ có là có dành có đủ nhiệt huyết để dành thời gian cho nó hay không. Còn rõ ràng mọi thứ luôn luôn thay đổi. Do đó nếu như mà khi mình học ở trên lớp, nếu mình không tìm hiểu những cái trong thực tế thì mình sẽ không thể nào kết nối được những cái gì mà mình học với những cái gì mình sẽ làm sau này. Do đó cái việc mà tìm hiểu thông tin thứ nhất là giúp cho mình hiểu sâu hơn cái bài giảng, và sau đó nữa là có thể tiếp cận được, chuẩn bị được tốt hơn cho cái công việc của mình sau này. Câu hỏi thứ ba của chúng em là: theo cô thì một sinh viên kinh tế nên dành ra bao nhiêu thời gian trong ngày để xem tin tức, và nên xem từ những nguồn thông tin nào ạ? Thông tin về lĩnh vực kinh tế thì cũng có khá là nhiều. Trong đó thì có một bản tin cô nghĩ là rất tổng hợp, đặc biệt là với môn kinh tế vĩ mô. Tất nhiên học lĩnh vực kinh tế thì sẽ có những cái chuyên ngành nó sâu hơn, nhưng đối với những cái background mang tính vĩ mô thì các em nên nghe bản tin tài chính kinh doanh. Và một ngày như thế thì nó có khá nhiều cái khung giờ để có thể nghe. Ít nhất theo cô là ít nhất nên nghe một bản tin về tài chính kinh doanh, có thể là vào cái giờ muộn sau 9 giờ là các em hoàn toàn có thể thu xếp được thời gian để nghe. Và một cái điều nữa cũng mong muốn các em nghe thêm đấy là bản tin thời sự. Và cái bản tin thời sự cũng sẽ có rất nhiều thứ về phát triển quốc tế, đặc biệt là với trường ngoại thương. Thì những cái trường mà cần hiểu biết về những cái hợp tác, những cái mở rộng thương mại, thì có nghĩa rằng là bản tin thời sự cũng sẽ là những cái nội dung mà các em hiểu được là hiện nay chúng ta đang quan hệ thì với thế giới thế nào, định hướng cho mình hiểu được những cái gì chúng ta đang học và định hướng cho mình xem là sau này mình thích cái gì, mình mong muốn cái gì, và mình để rồi mình sẽ làm cái gì. Chúng em xin cảm ơn cô ạ. Rồi, cảm ơn cô.